Messi đã phạt thật sâu, Argentina thắng trận ra quân vòng loại World Cup 2026. Lionel Messi ghi bàn từ pha đá phạt đẹp mắt, Argentina thắng 1-0 trước Ecuador ở trận ra quân vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Đội tuyển Argentina khởi đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ bằng cuộc tiếp đón đội tuyển Ecuador trên sân Monumental. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán giả nhà, đương kim vô địch World Cup cầm bóng vượt trội nhưng gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông và sẵn sàng phạm lỗi của đội khách. Lionel Messi bị chăm sóc kỹ càng bởi cặp tiền vệ phòng ngự Moise Caicedo, Jose Seguins. Điều này khiến lối chơi của đội tuyển Argentina trở nên bế tắc. Trong thế trận ấy, đội chủ nhà còn tỏ ra kém may khi khung gỗ hai lần từ chối những cơ hội hiếm hoi. Phút 45+1, Lautaro Martinez băng vào dứt điểm dội cột dọc sau đường căng ngang từ cánh phải của Rodrigo De Paul. Phút 58, Nicolas Tagliafico tung cú sút xa chạm giả ngang. Ngoài ra, Lionel Messi có tình huống dứt điểm chệch cột dọc ở phút 16 sau nỗ lực đột phá của Mark Allister. Dẫu vậy, lối chơi tử thủ và đá rắn của đội tuyển Ecuador chỉ có thể trụ tới phút 78. Lionel Messi bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm và đội tuyển Argentina được hưởng quả phạt ở cự ly thuận lợi. Siêu sao 36 tuổi vẽ nên đường cong hoàn hảo, khiến thủ môn Hernan Galindez chôn chân đứng nhìn trái bóng bay vào lưới. Khoảnh khắc tỏa sáng của Lionel Messi giúp đội tuyển Argentina giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Ecuador. Ở lượt trận kế tiếp, đương kim vô địch World Cup sẽ hành quân tới làm khách của đội tuyển Bolivia. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 3 giờ ngày 13 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Cá nhân Lionel Messi cũng kéo dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp cho đội tuyển Argentina lên con số 8 với tổng cộng 11 pha lập công. Trong khi đó, đội tuyển Argentina có trận thắng thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường và là trận thứ 4 liên tiếp không để đối thủ ghi bàn. Ronaldo phát ngôn sốc về giải đấu ở Ả Rập Xê Út. C. Ronaldo lại gây bão khi khẳng định giải đấu hàng đầu Ả Rập Xê Út giờ đây còn hay hơn cả giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Cách đây không lâu, Ronaldo đã so sánh giải Saudi Pro League mà mình đang thi đấu với MLS, nơi Messi đang tỏa sáng. CR7 cho rằng giải đấu ở vùng vịnh ngang ngửa với những giải đấu hàng đầu châu Âu. Mới đây, CR7 lại gây bão khi tiếp tục khẳng định giải đấu hàng đầu Ả Rập Xê Út giờ đây còn hay hơn cả giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và không ngại đón nhận những chỉ trích từ phía người hâm mộ. Chỉ trích là chuyện bình thường, có giải đấu nào là không bị chỉ trích đâu. Nơi nào không có vấn đề và tranh cãi. Nó có ở khắp mọi nơi dù là ở Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Mọi người đều nghĩ tôi bị điên, thế nhưng việc thi đấu ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út là chuyện bình thường vào lúc này. Giờ đây có nhiều cầu thủ đã đến đây rồi đấy thôi. Là một cầu thủ Al-Nass, tôi biết điều này sẽ xảy ra. Thật vinh dự khi thay đổi nền văn hóa và bóng đá của một đất nước, có những ngôi sao vĩ đại, điều đó khiến tôi tự hào. Tôi là người tiên phong và tôi cảm thấy tự hào về điều đó, mong muốn nhất là không ngừng phát triển để có thể đứng đầu. Đặc biệt, Ronaldo khẳng định Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út đang làm bóng đá tốt hơn Bồ Đào Nha. Tôi tin bóng đá Ả Rập đang làm tốt hơn Bồ Đào Nha. Chất lượng đào tạo tại đây đang tốt hơn khá nhiều. Tôi hy vọng nó sẽ tốt hơn và biết chắc điều đó sẽ xảy ra. Ở tuổi 38, Ronaldo đang đóng vai trò người mở đường cho làn sóng gia nhập Saudi Arabia, trong khi Messi đang tận hưởng niềm hạnh phúc tại giải nhà người Mỹ. Với tính cách của mình, CR7 vẫn sẽ hướng đến những kỷ lục. Sau khi đem về chiến thắng 5-1 cho Anas Al-Hayzen, Trần Sút sinh năm 1985 trở thành cầu thủ đầu tiên đặt cột mốc 850 bàn thắng trong sự nghiệp. Vừa qua, tiền đạo người Bồ đã cùng Anas vô địch Arab Club Champions Cup vào tháng trước, dù chỉ là một giải đấu giao hữu. Không còn thi đấu cho những giải hàng đầu châu Âu hay tham dự Champions League, nhưng CR7 vẫn khiến cả thế giới phải nhắc đến mình với niềm vui tận hưởng hàng tuần.